Một tháng nữa, công ty Puzun cắt giảm 5.744 lao động. Công ty Puzun dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khoảng 5.744 người lao động trong thời gian tới. Việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 24 tháng 6, đợt 2 từ ngày 8 tháng 7. Chiều ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó ban chuyên trách Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chủ trì họp báo. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như cất giấu trong các loại xe, bánh xe, đồ mỹ nghệ, đồ ăn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều nhất là vận chuyển qua đường hàng không, chuyển phát nhanh và bưu điện. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ án. Về tình hình an ninh trật tự tại dự án Metro số 1, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Mauer, cho biết, Mauer đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp, trong đó, Mauer đã tăng cường chiều cao của các hàng rào tại khu vực depot để chống xâm nhập, phát quang khu vực lân cận, bổ sung camera, đèn chiếu sáng để bảo vệ liên tục quan sát, kiểm soát toàn bộ khu vực. Đối với thông tin về tình hình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Puzun Việt Nam, công ty Puzun, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, công ty này dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng khoảng 5.744 người lao động trong thời gian tới. Việc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 24 tháng 6, đợt 2 từ ngày 8 tháng 7. Công ty sẽ tổ chức hai buổi tiếp xúc với người lao động, thông báo tình hình và kế hoạch nhân sự của công ty vào ngày 20 tháng 5 và ngày 3 tháng 6. Công ty sẽ không đưa vào diện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Các trường hợp khó khăn như hộ nghèo, lao động khuyết tật, các trường hợp trong cùng gia đình. Đồng thời, công ty cũng tạo điều kiện để người lao động nghỉ việc có con nhỏ vẫn được tiếp tục theo học tại trường mẫu giáo của công ty. Công ty Puzun cũng cam kết sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc, cứ mỗi năm làm việc, công ty sẽ hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương. Kể từ ngày đặt thỏa thuận đến khi chấm dứt hợp đồng, người lao động sẽ không đến làm việc nhưng vẫn được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, trả tiền lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định. Công ty cam kết các chế độ giải quyết cho người lao động đảm bảo quy trình và theo đúng quy định của pháp luật, không để người lao động chịu thiệt thòi khi nghỉ việc. Dự kiến việc chi trả trợ cấp chấm dứt hợp đồng sẽ được chia thành hai đợt, đợt 1 vào ngày 30 tháng 6 và đợt 2 ngày 14 tháng 7. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố phối hợp với Công đoàn Công ty, Bộ phận Nhân sự Công ty tiến hành khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động, nhất là lao động từ các tỉnh xa đến thành phố làm việc, triển khai tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Về tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo ông Nguyễn Văn Lâm, thời gian qua Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động trước bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát tăng. Liên quan đến việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6, tuy nhiên quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó. Ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.